Rồi, chào bác. Kính thưa quý vị khán giả theo dõi kênh YouTube Yến Sào Rồng Vàng, và hôm nay chúng tôi đã có mặt tại xã Lộc Nga đó nhỉ? Xã Lộc Nga của thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Và thứ nhất hôm nay tôi cũng chia sẻ cho quý vị một số cái câu chuyện về ngành yến, cũng như một số cái lĩnh vực mà chúng ta đầu tư, cái khoản đầu tư cái lĩnh vực nào mà nó độc đáo, mà nó khó độc đáo mà khả năng thành công nó cao. Thì sau một thời gian thì chúng tôi cũng sửa chữa căn nhà yến này của bác. Mấy tháng bác nhỉ? Đây được 6-7 tháng rồi. 6-7 tháng. Vâng, thì trước khi kiểm tra thì nhà yến của bác thì mình làm nhà bác được vừa một tầng ở này, dưới này đúng không? Đúng rồi, tầng trệt thì ạ. Hai tầng ở yến. Hai tầng trên. Làm chín. Bao nhiêu? 2 năm à? 2 năm. 2 năm. Được 10 tổ. 25-10 tổ. Vâng, thì thực sự quý vị như này, tại sao nó có 25-10 tổ? Bởi vì rất đơn giản là nó cũng không phải là cái gì là quá đặc biệt đối với chuyện 25-10 tổ. Vì cái công việc này thì bọn em làm hàng ngày, thì qua rất nhiều địa phương thì chuyện 25-10 tổ, 25-2 tổ, 25-1 tổ, thậm chí không có tổ nào cũng là chuyện bình thường, không có cái gì cả. Vì mình là cơ bản mình sai kỹ thuật. Thì cái căn nhà yến này của bác thì cơ bản là hôm nay đấy thì người ta dùng rất là nhiều phân, đơn giản là phân và rất là nhiều mùi. Và điều thứ ba nữa là cái gỗ làm ấy thì nó lại là cái kiểu như gỗ thông trắng. Đấy, gỗ thông trắng ấy thì nó tốt, nhưng mà nó có một cái điều rất là nhiều mùi. Nếu mà không xử lý được cái mùi từ gỗ thì nó cũng không có tổ. Nhưng mà sau khi mà làm cho bác này, em sử dụng cái vi sinh này. Vi sinh này là xử lý mùi gỗ. Làm cái có tổ liền cũng đi đâu. Đúng rồi, xin lỗi mà. Hai lần. Hai lần. Thứ nhất là cái vi sinh này là của tôi, là chuyên để xử lý tất cả những cái mùi ô uế trong này. Đấy. Và thứ hai là nếu mà cái gỗ mà nó có vấn đề về mốc, hoặc là nó có vấn đề về mùi, ví dụ như là mùi tràm bông vàng, em cũng xử lý nhé. Tràm bông vàng, nhiều người làm xa cơ nó bước vào tràm bông vàng ấy là vẫn có mùi. Cái thứ hai là thông, đặc biệt là thông, thì có những cái nhà đã phải tháo hết toàn bộ gỗ thông đi để thay bằng gỗ khác, nhưng mà nếu mà gặp em thì em không phải thay, phải thay lần mất mấy trăm triệu cơ. Một lần là mấy trăm triệu, nên nhiều kiểu kỹ thuật này không có nắm được cái cách xử lý gỗ, nên là đã phải sử dụng đến cái việc là phương án cuối cùng là thay gỗ. Ví dụ như một bác ở Xuân Bắc thay toàn bộ gỗ không trắng, thay ra hết 400 triệu. Nếu nhà bác mà kỹ thuật mà hiểu non tay, không có cách xử lý, thì chắc chắn của bác cũng hết khoảng hơn 200 triệu. Chắc là thế nào là công việc mà chúng ta là trong đó thì chỉ dùng mỗi gỗ này mà làm được, khi có tổ này mới sướng. Chắc đúng không đấy, và có tổ hay không thì tí mời quý vị xem. Thì thực sự ra này, trong quá trình làm việc thì tôi cũng mới nhận định vài cái một số khu vực chúng ta không nên quá nhiều, bởi vì hiện nay ấy là cái nền kinh tế của chúng ta đang ở xuống cấp trầm trọng. Và nói chung, thứ nhất đấy là về đặc biệt là nông nghiệp các bạn. Tôi cũng đá sang một cái chỗ lĩnh vực nông nghiệp một tí, tức là nền nông nghiệp chúng ta đang bị suy thoái. Thứ nhất là hiện nay bà con đang tổ chức là tập trung dùng sầu riêng nhá. Thì sầu riêng có lúc đẩy lên cả 100.000 ký, và nó khi cái gì nó lên thì nó sẽ xuống. Mà cái thằng ba que hàng xóm ấy, hàng xóm đá ấy, nó cứ đẩy lên mút cao lên, xong bắt đầu là đến một ngày nào đó nó bảo bây giờ nó không dùng nữa. Thế là nó tụt xuống. Thế là coi chung là bà con luôn luôn đầu tư hết thằng kênh nó rất là mệt mỏi. Cái thứ hai là Thanh Long Bình Thuận có lúc nó đẩy lên nó khoảng 50.000 ký. Thế nên bà con chúng ta này là Thanh Long vượt đỏ, Thanh Long kia nó lại đẩy lên cho đến khoảng 30.000 ký, đến khi 2.000 ký nó mua. Đấy, Châu thì nó mua móng, mua đuôi, thế mới đẻo.
Đúng rồi. Cái cam của các vùng miền, ví dụ như là ở miền Tây nó cũng đẩy lên cao, nó cuối cùng nó cũng không mua, thế là bà con chúng ta cứ nuôi. Thế còn riêng tôi nói tại sao em nói như vậy, rồi là em nói là đến lĩnh vực yến, nói chuyện đá qua một tí để chúng ta nói đến việc yến. Yến là thằng ba que nó không làm được, thằng ba que xỏ lá chắc chắn không làm được, mà kể cả bà con ấy mà có đầu tư ồ ạt vào cũng không tăng sản lượng, không tăng sản lượng được, nên cái tỷ lệ mà cái nội địa hóa của mình nó không đạt, nó không thể là thằng tàu nó không thể đẩy lên được hàng 500 hàng 100-200 triệu một ký, nó còn đẩy không được, nó đẩy không được bởi vì có sản lượng nó mà đẩy. Không như cây trồng, nó không như cây trồng mà nó làm thì nó cũng không làm được, nó không làm được. Thế nên là cái việc mà bà con đã đầu tư vào nhà yến rồi thì chúng ta đã có những cái nhà yến rồi, chúng ta cố gắng là nghiên cứu để phát triển cái gì nội tại mình có. Đấy. Sau khi phát triển nó mình có rồi, mình ok rồi, mình có thể là tăng cái số nhà của mình lên, chứ không lên là chưa bền vững mà chúng ta đã đẩy cái số lượng nhà yến mình quá nhiều, khoản đầu tư nó quá lớn. Nên là tôi khuyên một câu chân tình đấy là chúng ta hãy từ từ làm cho những khi mà có một căn nhà yến rồi thì nắm bắt được kỹ thuật cơ bản, rồi kỹ thuật chuyên sâu, rồi sau đó chúng ta mới tiếp tục nhân rộng lên từng căn nhà yến rồi. Đúng không? Từng bước một. Chúng ta đi từ từ và chúng ta nâng sản lượng của chúng ta lên và chúng ta nội địa hóa, tức là chúng ta tự phục vụ mình. Thằng ba que nó xài nhiều thật nhưng mà thị trường nó mua cũng rất nhiều, nó mua ở Myanmar. Ở Myanmar cũng đã nuôi mà. Ở Campuchia, ở Malaysia, thậm chí là của Thái. Nhưng mà tóm lại một cái là chúng nó, cái hàng của bên nó không thể bằng hàng chất lượng của Việt Nam được. Nói thẳng câu vậy. Thì chúng ta đừng có dại mà dọn mâm cho nó ăn xong nó lấy yến của mình xong nó nhám giãn lên. Đấy, để nó lâng cao lên, cuối cùng bà con mình rất là thiệt thòi về giá. Và cái thứ hai nữa là tỷ lệ mà nội địa hóa thì chúng ta cố gắng là người Việt, phục vụ người Việt thôi. Và hiện nay là nó đưa cái giá thu của mình xuống còn có 15-16, nhưng mà cái thực tế mà yến thành phẩm, yến ăn của mình ấy, yến hũ đấy, nó có giảm đâu, yến hũ vẫn giữ giá mà, nó vẫn giữ giá. Thế mà cái yến kia nó cứ tụt xuống, chứng tỏ là đã có nhúng tay vào rồi. Nên là chúng ta cố gắng là có cái nhà yến quý vị tự chế đấy, tự nhặt đấy, tự bán đấy đi, đừng có cho mấy thằng làm giàu cho mấy thằng nó hốt của mình. Nên thôi cố gắng mà còn cố gắng nhặt và tạo cái thương hiệu cho mình, và là phục vụ ngay cái địa phương của mình, cái khách hàng của mình, người bệnh, người già, rồi con nít, rồi người ta mua có kinh tế thì tăng cường sức khỏe như là bác đấy. Cứ thế mà dùng thôi, khỏi cần phải bán cái thằng nào cả. Không? Đấy, mình làm một tổ yến ra, thực sự đối với vị tôi đi làm người yến này, tôi dẫn dụ đồng con chim yến vào trong nhà để làm tổ. Và nó đẻ ra cái tổ mình thu thì cả một trần ra. Mà bây giờ mình bán có 14-15 triệu ký. Mà trong khi đó mấy ông thương lái mà cũng đưa sang Macao, Thượng Hải, Trung Quốc, ông quất nó cả 100 triệu. Thế mà đã có mới như thế thôi, chúng ta đã nâm nè, chúng nó đẩy giá lên. Xong bắt đầu nó lại bắt đầu nó ép giá. Vừa rồi nó ép giá đấy. Rồi. Nó ép giá nhưng mà thực sự ra là ép không nổi. Bởi có sản lượng nó mà ép. Không đủ sản lượng để ép. Không đủ sản lượng để ép. Nên chúng ta cố gắng một cái bài toán, chúng ta đừng có mơ đi xuất khẩu thằng nào hết. Chúng ta hãy cố gắng là gì? Chúng ta phục vụ ngay gia đình mình, ngay hàng xóm của mình, ngay cái cộng đồng của mình, bằng một cái tâm làm nghề không pha trộn, không làm tầm bậy tầm bạ, thì cái nghề yến này vẫn sống như thường. Vẫn sống như của đất nước mình cả 100 triệu dân mà sản lượng yến là đâu mà hàng năm còn tăng có nhiều đâu. Kỹ thuật thì quay xe với chủ nhà, quay xe nhiều lắm, bây giờ là cứ chất dấp chất túi cả với nhau. Đa số cái nhà yến bây giờ là toàn là bị sửa chữa lại thôi. Toàn sửa chữa lại nên là những cái nhà yến mà chúng tôi đi làm đến hiện nay nó có khoảng tầm đến 80% là được sửa chữa lại. Chỉ có 10% là làm lần đầu tiên thắng thôi.
Bởi vì cái lần đầu tiên đó là công kỹ thuật ông ấy hay lắm. Ông dẫn dắt vấn đề hay lắm. Thế còn những người sử những người mà đi làm nghề như bọn em này, đúng là thực sự là trâu chậm cũng được đục mà vất vả, khó khăn vất vả. Như nhà bác này hôm nay chúng tôi đến kiểm tra căn nhà hiện này thì mới làm được khoảng 6 tháng nhỉ? 6 tháng thì mời quý vị đi cùng với chúng tôi. Trước khi chúng tôi cũng tán một tí, gọi là người bác gọi là nói phép trong đây còn nói xạo. Mời quý vị đi vào trong đây để chúng ta kiểm tra căn nhà hiện này sao cho nó hy vọng cũng ok. Rồi, bác. Rồi, ok, mời quý vị khán giả. Đèn. Rồi. Mời quý vị đi cùng với tôi để kiểm tra căn nhà hiện này. Rồi, đây. Bác mở cái cửa cái đường đen cả. Rồi, ok. Bác mở cửa. Loa này bây giờ là chắc là ok đây. Tôi thử quý vị đây nè. Tôi tắt cái này đi. Rồi. Đấy quý vị, nhà này cực thấp, nhà này neo lên nó xuống cực thấp. Giờ này có chim trong nhà này. Có mùi cả chim nó luôn, mùi đặc trưng rồi. Ôi tốt à. Đây. Cực kỳ tuyệt vời. Ôi. Này, cái lông chim nó như thế này là nó rẻ này. Ôi, phần này. Là dọc kia này có hết bát nha. Ui, tốt lắm ơi. Lấy cách, lấy cách. Lấy cách, lấy cách. Đây. Đây. Nhiều tỏ nhé. Và mình đếm xem bao nhiêu tổ này mình được quyền đếm tổ đây bác ạ. Đây, cái này một tổ này. Đấy. Cái này tổ nữa này, hai này. Cái tổ này nó để tổ giá này nó dùng. Đây, chỗ này có tổ hết. Ba tổ này. Đây, mới đúng phân đi một tổ này. Tổ to này, tổ hai tổ này. Ba tổ này. Bốn tổ, năm tổ này. 6 tổ này, 7 tổ này, 8 tổ này, 9 tổ này, 10 tổ này, 11, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 này, 20 này. Đấy, bây giờ mình cứ cố gắng tổ chung tổ. Ôi, thế này bác nào bác phải được vặt hết tổ giá cho em. Rửa hết tổ giá này, cái này tổ này, rửa hết tổ giá này. Đó, tổ đầu đấy. Đấy, đấy, phân to là tổ. Ôi, tuyệt vời. Mở luôn cửa ra. Bắt mở luôn cửa. Ở đây là tổ này. Còn là tổ ở chân con luôn này. Đấy, tổ ở chân con luôn này. À, thưa quý vị, mới được vài tháng thôi. À, tổ đây này. Đấy, tổ đây này. Đấy. À, tổ đây này có cái tổ nữa này. Đấy. Cái này có cái tổ nó ở trong tủ giá. Cái này có cái tổ trong tủ giá luôn. Có tổ giá thì thực sự ra là nó không ok. À, chỗ này nó có cái tổ này. Đấy. Tổ này. Bác tất hết tổ giá cho em là để em làm tổ thật nhá. Bao nhiêu tổ giá? Tất hết là vâng, cái tổ này. Bác thấy nó làm tổ giá trong nẻo không? Nó kéo cả cái lông cái tơ vào cái nằm tổ giả này. Lông tổ giả này thấy không? Rồi. Đấy, đéo được có ăn được không? Đấy. Đấy, trong cái tổ nó là nằm tí trong cái tổ giả này. Thấy chưa? Rồi. Đấy, đấy nằm qua tí, chỗ này cũng này. Đang thấy cái tổ này, nó nằm trong tổ giả thôi, chút xíu đấy. Đấy. À, rồi. Đấy. Thấy chưa? Nếu mà nằm tổ thật thì mình lên 13.
Ôi giời, này mấy cái tổ đó ta. À đây có cái tổ nữa đó này. Đấy. Thấy không? Có trứng bên này. Thấy chưa? Chỗ này mấy tổ luôn đấy chứ. Này cái này thêm tổ nữa này, tổ đá. Ở trong tổ đá. Chỗ này nó thêm tổ nữa. Ở chỗ này là ba đống phân lớn mà. Đúng rồi. Đây, đấy. Đấy. À bảo là chúng ta của mình vẫn dùng vẫn làm yến như tôi nhé. Đấy. Này, má này có tổ có trứng con luôn này. Đấy, giờ này có trứng. Khi mình sinh ra, khi mình đang ấp. Đang ấp không? Đang ấp. Rồi mình trèo lên trên đây phát máy trèo trước cho em phát cực có cầm cho cái máy. Ở đây là căn nhà chúng tôi làm được 6 tháng. Làm mấy năm trời không có chi. Tuyệt vời lắm quý vị, mà bảo là cũng đồng cũng vẫn là ok. Rồi chúng ta dùng này vẫn còn ngon này nè, không có lỗi nhá. Rồi bác cầm cho em phát, mình phải quay như này nó mới thật bác ạ. Rồi ok. Thế cái này nhiều hơn mà, cái này ấm hơn nhiều hơn. Ui cái này ấm hơn. Cái này nhiều này, bác thấy không? Nhiều không? Nhạt rồi. Thế là ok ha. Ha. À. Ui. Ui. Đây. Bảo lập lên đầu này. Ui nhiều. Thế kia được 20 tổ đấy. Ui. Đây đang ấm đây. Đang ấm. Đang ấm tổ này. À. Đây. Đây tổ này. Đây tổ này. À tổ này là tổ giá. Cái gì ăn tổ giá. Đây là tổ nữa này. Chỗ này tổ nữa này. Chỗ này có chim con luôn này. Chỗ này chim con có rồi. Chỗ này tổ này. Chỗ này trong tổ đá có quẹt luôn này. Chỗ này tổ nữa này. Tổ nữa này. Đấy. Tổ đá thì cứ quẹt vậy ha. Ha. Rồi đi vào tăng trong. Có nhà. Chứ được hai chậm. Đấy. Thấy chưa? Thấy không? Đây. Này có tổ luôn này. Đấy. Chim con này. Ấp này. Đây là chim con, đây là chim con luôn này. Tổ cái này này. À, những con này là đang ấp và đang ấp cái này ăn lần đấy. Đây có cái tổ này. Thấy chưa? Cái tổ chưa? Rồi. Tổ này. Tổ này. Tổ này. Đấy, nhiều lắm nha. Đây, ôi, chỗ này là bốn, chỗ này là tổ này. Một tổ này, hai tổ này, ba tổ này, bốn tổ này. 5 tổ, 6 tổ này, 7 tổ này, 8 tổ, 9 tổ này, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Chỗ nào có tổ hết rồi? Tôi đến tổ luôn này, đến như này. Đấy, một chỗ ốc như ốc nó đi không? Ốc đó. Này, cái này có tổ này. Đấy, bắt bắt hết cho em nhé. Đấy. Chứ nhưng hình như em cũng tặng mắt là sắp hết rồi cả rồi. Tổ này. Đây, tổ này. Tổ này. Đấy, ok. Rồi, hôm nào cố gắng là những cái tổ nào nó có tổ giả nó kẻ nó đẻ nó thì kẻ nó nhé, mua lại nó đẻ rồi. Kẻ cho nó đẻ đẻ luôn đi. Rồi, còn những nào mà không em đưa vi sinh bác sĩ thì bác tháo tổ giả luôn đi nhé. Đấy, cái gỗ này là gỗ thông trắng này. Đấy, nó vẫn nằm tổ nhưng mà do là mình đã không biết xử lý cái vi sinh vào để xử lý cái mùi của cái thông của gỗ. Ừ. Ở đây là sự chuẩn bị đây là người thật việc thật đấy, không có quan mổ gì đây cả. Trước là nó bị bốc xong là phải về cái lau hay rồi lau đấy thì nói chung là mình cứ xử lý thôi nhỉ. Thế nên thế quý vị, 6 tháng cái này bảo đảm mà mấy năm trời. Trung Quốc này hăm he nó ép lá mình yến nhưng mà không ép đâu. Mình cái này là yến là hơi cứng đầu á. Lông sản hay là tất cả những vật khác thì nó có thể nó ép được nhưng mà yến thì nó không có cửa ép gì đâu. Được chưa? Nên là anh em ngày yến nó sống bình thường nha. Đấy. Cái này là em đang dùng để làm kỷ niệm đó ha. Thế là ok nhỉ. Đây có thấy em làm đơn giản không? Đơn giản rồi. Quá đơn giản rồi. Đơn giản không? Quá đơn giản. Con này, này là ốc, cái này là ốc. Đang ngủ ốc. Ốc lì gốc nhỉ? À, nó lì ốc, nó lì châu, cũng châu á.
đây đây, đây cái nhà yến này tôi làm này đơn giản lắm, không có gì khó khăn cả. Đây là mình vào mùa này bắt đầu ngoài xe xe lại cũng hơi ấm. Ấm mà nhà yến ấm lắm, thì ấm này mới ở trên xe tỏ ấm mà, đúng không? Đúng rồi. Các cụ nói là không vứt đi câu nào hết. Tức là cái vi sinh kia mình cũng chuyển xuống nền, nhưng mà mình tránh chủ yếu ổ phân nha, chủ yếu bác sĩ tường là chính, tường là chính. Rồi. Những cái ví dụ chỗ này nó không có này. Đó thì cái bò này đã xịt, đã xịt đầy luôn này. Đã xịt vào những chỗ nó không có. Rồi. Không có để làm gì để cứ bức cái mùi nó tự sinh ra. Còn những chỗ gần nắm phân này thì tự nó có mùi nó cứ bức rồi. Rồi. Mà hai làm để nó giữ lại cái mùi bầy đàn. Bây giờ mình bầy đàn chỗ nó lớn, nhưng mà chủ yếu là tường. Chủ yếu là xịt tường. Chủ yếu là tường. Tường là cái nơi ấy. Bác hiểu không? Nó thay đổi liên tục về nhiệt này, về nhiệt độ này, nhá. Rồi. Về nó thay đổi biến đổi cấu trúc suốt ngày liên tục. Cái này nó ẩm là nó ẩm này, nó nóng này, nó sẽ sinh ra mùi. Sinh ra mùi nên mình xử với xỉn cái tường này này. Rồi. Nên là nó rất là quan trọng. Tưởng vậy thôi nhưng mà ví dụ như bác đi du lịch 2-3 ngày ấy, về cái phòng ngủ của mình hơi rình ấy. Là tự sinh ra là cái vi sinh nó xử lý cái đó thôi nhá. Chứ không phải là thần thánh gì đâu, không có gì là thần thánh cả. Không thần thánh gì trong cái chuyện này cả. Đấy. Thì thôi thì đây cũng là một cái căn nhà yến chúng tôi làm này, cũng 6-7 tháng gì đó. Thì từ số và con số mấy tổ nó không được bao nhiêu cả. Trong mấy năm trời nhà đã thối in thối học. Đấy. Chứ nhà này mà thực sự làm mới mà cách đây 2-3 năm mà đúng vào bàn tay của tôi làm thì chắc bác không bị dụng tốt đầu thế nào cả. Rồi, một lần nữa chúng tôi cũng chia sẻ những câu chuyện cập nhật đời thường để quý vị tham khảo về lĩnh vực yến. Thì quý vị cứ bình tĩnh, có yến chúng ta có ít, chúng ta chế biến ít, có nhiều chúng ta chế biến nhiều để phục vụ với bà con của mình tại cái địa phương để mình gia tăng giá trị nha. Chứ đừng dài mà đi bán đâu cái loại kia. Chúng tôi cũng là cái nghề nhà, chúng tôi cũng có nhà yến, chúng tôi làm một thương hiệu riêng chúng tôi bán để phục vụ bà con ở cái khu vực cộng đồng của mình, sao cho làm nó đàng hoàng, nó thật chứ còn làm giả dối không được đâu. Đấy, người mà giả dối thì làm mà yến nó cũng giả dối à? Đúng bác? Đúng rồi. Người đẻo thì cũng là hàng đẻo à? Nên là mình đã sản xuất ra được yến thật thì mình cố gắng mình làm nó thật, đúng không? Để phục vụ nâng cao giá trị của mình trong cái lĩnh vực ngành yến để nó bền vững nó phát triển. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị và hẹn gặp quý vị trong video clip lần sau. Xin chúc bác chủ nhà mạnh khỏe và có để chuẩn bị có sức để nhận yến. Nhưng chắc chắn là tôi khi tôi bàn nhà và giao nhà có yến để nhận rồi. Yên chí đi nha. Ok. Chào quý vị, hẹn quý vị trong video clip lần sau. Thân ái và thân thiện quý vị.